nè 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 cắn. Ê, cái mặt nó kìa. Ê, lỗ mũi nó cao lắm mày. Ê, lỗ mũi cao nghe. Không biết mắt làm sao, chưa thấy bự hồi nhỏ. Rồi, cái mặt giống Lâm rồi. Ôi, dễ thương quá, giống ba nó rồi. Để gì quay hoài phải không? Tôi không có biết gì đâu à. Nó tay che mặt rồi đó. Quay gì coi hả? Ừ. Coi gì? Về với chồng nó coi. Đầu nó đó. Giờ về phải phiên dịch cho nó. Gái nha. Biết gái chưa? Biết rồi. Bữa hổm siêu rồi trước biết rồi. Nó nghe nó khoái con trai vậy. Nó vợ nó khoái con trai, chồng nó khoái con gái kìa. Ăn ủi cho nhau đó mà nha chị. Ăn ủi cho nhau chứ không lẽ sao vậy nha. Thì người thích đứa đi, năm năm đứa sau đẻ là đủ, đứa sau đẻ con trai đủ cặp, đẻ liền liền đi. Đẻ liền đi, bà ngoại còn khỏe quá trời. Biết sao không, nó lớn tuổi rồi đó. Nhiều 29 tết rồi, 30 rồi. Tôi để ba mấy tuổi đẻ con có thông minh. Ừ. Em mới sanh xong đó. Ừ. Người ta nói vậy đó mình nghe theo biết gì đâu. Đẻ trong vòng dưới 35 là được. Dưới 35 là được. Đẻ được liền là càng tốt. Ừ. Đẻ được liền là càng tốt. Mày bắt trước bắt dân của mẹ. 51 hai đứa. 23 người. 530 gram. Hai ba tuần, 26 tháng 1, 530 gram, nhau mình trước gấp một, độ là hai. Tìm bé đây rồi. Cái mặt nó nãy đâu rồi chè chụp đó. Không, phải không, chè đó. Không phải muốn chụp người ta là chụp đâu, lâu mới hơn được gì thôi nè đó, tay nó này chị thấy không. Đó nè, mặt nó nè. Mắt thì cũng được. Mắt nhỏ hơi bự không thấy nè, mắt nè nó xanh, nó nằm trong đây nó nhắm mắt mà. Đâu có thấy nó được. Nè này là con ngươi nè. Trắng tròn nhỏ. Hồi nãy thấy cái lỗ mũi rõ lắm. Lỗ mũi thì nãy thấy rồi, bây giờ nó che mặt nó thấy không, đây là cùng tay đó nè. Đó là cái tay trái đó đó. Cái tay phải nè. Thôi để coi cái đít cái này. Nè, chim đó. Bướm đó. Chim đó đó ha. Này cái chim đó. Nãy thấy cái mặt nó gõ lắm, lên giờ nó mất tiêu. Nãy nó vô kiểu trẻ. Coi chưa? Đang hơi nó bực bội như trẻ. Nè bàn chân ha. Nó hai bàn chân á. Bàn chân cũng lớn. Chân lớn à? Bàn chân cũng lớn. Nè lỗ tay nè thấy không? Nó xòe tay. Xòe tay ra đó. Nhích nó coi, nó cho thấy mặt coi. Nó nằm sấp nè, này là xương sống nè. Nó xương sống. Xương sống tới cái mông. Là xương sống bình thường.
Rồi chị đạp kìa, chị đạp kìa. Nó đâu có nằm yên đâu đó, giờ nó cuộn lại. Tay hai chân cong với người lại. Giờ hai cái tay đó ha. Tới mấy tháng mình mới nhìn mặt rõ ha. Nãy 26 hả? Tháng sau, dưới 30 tuần. 23 hả? Tháng sau đó. Cỡ 27, 28, là dưới 30 tuần rồi đẹp. Cái này nó đo theo kích thước thai. 17 tuần rưỡi chứ 4 tuần thì nó mới có 21 tuần rưỡi. Vậy thì em bé mình nó lớn. Em bé mình nó lớn so với tuổi thai á, nó phát triển. Cái này cũng mặt nó đục tiêu đó đó. Rồi đó đó, lên nó mũi nó lên, mặt nó lên đó, lên mặt nó mũi nó lên. Đó nó khoai đây, nó khoai đây, nó sẽ không mỏ. Lỗ mũi nhìn ngang cao lắm mày. Đó, mỏ nó cũng. Sao mỏ chui vậy? Mỏ nhọn quắc vậy? Trời, mỏ nhọn giống ai trời? Bà ngoại nó đẹp lắm mà. Chắc giống ngoại rồi. Bà ngoại đâu có mỏ nhọn đâu. Không có bé đứa nào nhỏ đó. Vậy hả? Ra ngoài rồi bà ngoại thôi.